Hello anh em nhé, đây cây CRP 280 màu đen bóng PE rất là đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ bật thử demo một bài để cho anh em nghe thử cái chất âm của con này nhé. Nói chung là rất là ngon luôn, rất là hay luôn nhé. Bài này đi. Cái loa của con này rất là khủng, rất là hay luôn, có hai loa hai bên, là hai loa hai bên và một thùng loa phía dưới luôn. Đó, đây một bộ loa to ở dưới này. Đó, anh em nào đang thích mua đàn ngon đẹp hay thì có thể chọn con này nhé. Địa chỉ là Mỗ Lao Hà Đông nhé anh em, qua thì mình sẽ gửi cho anh em định vị qua số điện thoại 0965 307 175 nha. Anh em có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo cho mình nhé. Đó, website là muapianorẻ.com. Xin chào.